Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Cô bác thì em lại trở lại với cái mảng xe cũ. Có website là xe cũ hai bánh.vn, một thành viên của shop hai bánh. Có vị trí ở 309 Vườn Lài, vừa kinh doanh phụ tùng xe máy, vừa kinh doanh xe máy cũ. Thì hôm nay theo như nhu cầu của rất nhiều chị em đam mê dòng Leader, nhiều ưu điểm là thấp, cốp rộng, dễ đi ha. Tiết kiệm xăng, 125 phân khúc rất là tiết kiệm xăng. Thì hiện em còn khoảng 4-5 chiếc trên website em có sẵn. Các cô chú anh chị mà có muốn xem á, thì mình cứ lên trực tiếp website của xe cũ hay bánh.vn để mà xem về cái chi tiết con xe, rồi giá thành, rồi ô đô ha, màu sắc. Thì bây giờ em theo như những cái yêu cầu của các chị thì em sẽ thử lôi một em Leader. Lôi một em Leader ra quay cận cảnh chi tiết về cái sự uy tín mà em đã cam kết trên những cái clip trước về cái sự tuyển chọn xe của shop hai bánh, xe cũ hai bánh.vn. Em sẽ thử lôi ra chiếc này đều mới, cũ nhất mà rẻ nhất trong các con Leader hiện có tại shop hai bánh, màu xanh vàng áo liền lạc. Ở đây em sẽ mở ô đô lên cho anh em, cho bà con cô bác xem thử là 27.000 nha, đời 26-27.000. Thì cái ô đô nó gần như ô đô nó như vậy á, là cũng phải là chính xác 26. Thì bắt đầu mình sẽ đi về tổng thể về vàng áo, để mình nói về vàng áo trước rồi chút xíu nói vàng chân nè ha. Nứt là sẽ thấy ở đây liền, nó có xe nứt rất nhiều chiếc, khi mà xe đi lâu là gần như là 90% sẽ bị ha. Còn cái cốp nó sẵn mở lên coi luôn. Về cốp xe này anh nào mà lỡ mượn xe của vợ đi chơi á, mà muốn mua bia về mà không cho vợ biết thì bỏ trong này thùng được, thùng hơn luôn, ốp lạnh được luôn, chặn mấy lỗ lại đồ thôi, xe chị để chị chạy nha. Thùng của Leader thì các đời luôn, đều lớn đều bự, các chị thoải mái mà để đồ vô để mà mình đi công việc hay là đi chơi. Nhiều khi hai vợ chồng chở thêm đứa con nữa cũng là đủ một cái vali tầm trung đó. Thì dàn ngoài em theo như em đánh giá được thì con Leader này cái dàn ngoài nó liền lạc ha, không có vết chày đó. Cái dàn chân này thì thường nếu mà xe đi lâu ngày á cái dàn nhựa nhám này nó sẽ rất là có nhiều vết bị ố bị nhám lại đó. Thì dàn nhựa nhám này không thể nào mà thoát khỏi tình trạng đó, nhưng mà con này đẹp nha anh em, nó không có bị vấn đề đó. Thứ hai nữa, dàn phục, dàn áo là em nói rồi. À, chó đèn cũng là một vấn đề. Nếu mà đi nhiều cái chó đèn nó sẽ chuyển màu, tuy là mica loại tốt nha, nhưng mà chó đèn nó sẽ bị chuyển dần về một cái màu sắc gọi là bị oxy hóa, xi nhan cũng vậy đó. Cho nên là cái xe này em nói là dàn ngoài liền lạc gần như là 90 mấy phần trăm, dàn ngoài liền lạc 90 mấy phần trăm. Rồi tiếp đến mình tới dàn chân bắt đầu từ phần dàn sau đi. Nước nhôm ha, nước nhôm các kiểu, nước nhôm còn đẹp, nước nhôm mà mình đi lâu nó sẽ xuống màu nhiều, còn này còn rất là đẹp nha. Ốc tán đồ, ốc zin nè, phuộc nè, đó tất cả màu sắc chưa một vết chày xước hay là bị oxy hóa thì thời gian, tuy là xe đi 2016 nha, thì những cái này tụi em đã xử lý sơ lại cho nó đẹp, cho nó liền đạt cái dàn trên. Dĩ nhiên những cái tác động bên dưới khi mình đi nhiều, thời gian đi dài mà không thể nào mà giữ nguyên dạng được 100% hết một con xe như vậy, thì tụi em đã xử lý lại để cho mình hợp mắt. Mua chiếc xe cửa hàng về mà không hợp mắt thì cũng hơi buồn ha. Ở đây vỏ đun lốp luôn, đây không phải là vỏ nguyên bản nha, vỏ đun lốp luôn, đun lốp vỏ này bên shop hai bánh em có bán luôn, đun lốp Indo đó, gai tua tủa luôn, gai còn cực kỳ đẹp, đường rãnh chưa nứt ha. Mình lợi được cái này nữa nha anh em, lợi được cái này nữa. Còn dàn chân màu sắc sơn thì nó liền rồi, đây là mình xử lý qua cho đẹp để vừa mắt anh em đem mang về. Gác chân, những gác chân này thứ nhất là có tiếng kêu đó, mở ra có tiếng kêu, khi mà đi lâu á nhiều khi mình mở ra nó sẽ hết tiếng kêu này, cái đó là cái bệnh lâu năm, nếu mà đi lâu năm á nó sẽ bị. Còn này cũng còn đẹp, nói chung là con này rất là đẹp nguyên bản. Đây thêm một vấn đề nữa, dàn chân tiếp là cái dĩa thắng ha. Vấn đề mà mình đi qua xe cũ á là mình coi dĩa thắng ha, coi tay thắng, coi ổ khóa, coi dàn chân,
xem thử nước nhôm nó có xuống màu hay chưa, thì những cái đó con xe này nó đáp ứng đủ tiêu chuẩn để mà mình rước về với cái sự an tâm. Thứ nhất là do thương hiệu của shop hai bánh, thứ hai là nhìn vô con xe là ghiền liền. Đó, nhìn vô những cái này, đây là những cái điểm em lưu ý sơ cơ bản để kiến thức nắm nhẹ cho mình có thể đi coi một con xe cũ. Với con xe này em chắc chắn 100% với giá thành này, ngoại hình này thì quá ngon. Quá ngon với một giá tiền cực kỳ rẻ mà mang đến sự an tâm, không phải lo lắng sặc sụa khi vô những shop khác mua xe cũ mà mình chưa có kiến thức để coi xe, thì em sẽ có nhân viên nhiệt tình chu đáo dắt ra vị trí chống nhất cho mình xem. Giống như con này em sẽ dắt ra như vậy, dắt ra ngoài kia cho anh em xem, không thích dắt vô nó. Đó là những điều ưu điểm. Xong rồi, dàn ngoài dàn chân rồi thì cái máy bây giờ sao, phải thợ mới biết. Bây giờ thí dụ như bà con cô bác tới xem mà không phải thợ thì ở đây em có chế độ đã bảo hành 3 tháng máy móc và một gói bảo dưỡng. Nếu mà tay ga là trị giá 300.000 ha, một gói bảo dưỡng trị giá 300.000 tặng cho quý anh chị và cô bác nó, cho nên rất là an tâm. Máy móc đây em bao zin nó. Vấn đề bao zin lý do tại sao, tại vì bên em là đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm, đã nhiều năm kinh nghiệm thì mình phải có kiến thức để mà tuyển những con xe đẹp nhất mang về cho quý vị ha, tuyển những xe đẹp nhất cho quý vị. Chứ nếu mà kinh nghiệm không có thì vô xem xe sơ sài, bị những anh ở ngoài đem bán vô mà cái đồ nó không có hợp, cái đồ nó không có theo cái tiêu chí của shop xe cũ hay bánh van, không có theo tiêu chí của mình thì mình đâu có biết được để mà mình nhập. Cho nên là kinh nghiệm của tụi em có đầy đủ, sự nhiệt tình có, cho nên phải lựa được những con xe như vậy đó. Một đại diện em quay clip đầu tiên và giờ vừa tới em sẽ quay thêm nữa. Rồi em sẽ nổ máy em này thử xem thử cái tiếng máy cái tiếng máy nha. Nhiều khi trong cái clip cái tiếng máy nó không rõ thì bà anh chị bà con cô bác cứ nói trực tiếp, em sẽ dắt ra em nổ máy thử, cứ test thử thoải mái, hợp lý mang về, và mang về với số tiền trong túi có sẵn, ok mang về, còn không đủ góp trả trước 40%. Con này thì 40% đâu có nhiêu tiền, 40% của hai là 40% của 25 triệu, con này là 25 triệu thì tính ra không nhiêu tiền anh em. Em sẽ gỡ mic ra để đưa cái mic xuống gần cái máy cho bà con cô bác nghe thử cái âm thanh của cái xe này nó có kêu không. Kêu sao được mà kêu, trời, xe thợ dữ tiễn không mà sao kêu. Đây thì chiếc leader á, chiếc leader là máy của nó, tiếng bô nó là im rồi, mình không nói, tiếng bô nó là im rồi ha, chạy luôn luôn im. Còn bây giờ mình sẽ thử đưa qua bên nồi xem thử cái tiếng nồi của nó có kêu không. Đây em nẹt thử luôn, im re nha. Đi là xe đi lâu nha, đi là xe đi lâu rồi nha bà con, nhưng mà máy rất là im, không một tiếng động lạ gì hết á, không có một tiếng gì như là tiếng dế kêu tiếng gì hết. Rồi xong, cái thằng máy sẽ tắt bớt đi. Bây giờ em sẽ quay xuống dưới lốc dưới máy luôn. Thì thường thường á, ai đi coi xe cũng muốn nằm nghiêng nằm ngã, nằm ngã nằm nghiêng gì đó coi thử cái lốc máy. Thì bây giờ em nghiêng qua cho anh cameraman ảnh quay thử xem thử cái lốc máy ở dưới nó đẹp hay không. Chờ anh xíu nha cameraman đẹp trai. Rồi xẻ xuống dưới cho mọi người coi, em xẻ xuống lốc máy dưới thử coi. Nó anh em thấy không, những cái nước nhôm ở dưới cái con xe mà đi từ thời 2016 tới bây giờ mà nước nhôm nó liền lạc, nó không có một vết dầu mỡ gì dưới luôn, quá đẹp. Thì mình đưa đến anh em những cái cận cảnh này với mục đích rằng tuyển chọn xe cũ của shop hai bánh, tuyển chọn xe cũ của xe cũ hai bánh .vn luôn luôn có những cái tâm huyết để tìm đến những con xe mà đẹp nhất cho quý vị và các bạn. Rồi tiếp đến mình sẽ có con leader màu kem ha, màu kem, con leader màu đỏ đời mới nhất. Còn khoảng 2-3 con nữa đang chuẩn bị lau chùi rửa lại để lên kệ. Bây giờ mình nổ máy tiếp thử con này màu kem, để anh mở cái mic ra anh đưa cho khách nghe thử cái máy. Đây odo của em này là 15.000, 15.000 odo em này 15.000 màu kem.
có giá là 35.500. 35.500 thì cũng như con kia, cũng như con xanh hồi nãy mình quay, nó cũng có một vàng ngoài, cũng có một vàng ngoài liền lạc ha, cũng có một vàng ngoài liền lạc, vàng chân được rửa ráy sạch sẽ, bảo đảm có những chế độ bảo hành bảo trì đó. Thì anh mình sẽ mở cái máy lên mình nẹt thử vài cái, nẹt thử vài cái xem thử cái âm thanh của nó như thế nào. Rồi ví dụ mà mình, các bạn cô chú anh chị, các chị thích cận cảnh em này ha, thích cận cảnh em này, em sẽ quay tương tự như cái chiếc màu xanh hồi nãy để cho cô bác anh chị biết được cái xe này ngóc ngách như thế nào. Bây giờ em chỉ nổ máy thử thôi. Im thì không phải bàn rồi, im thì không phải bàn rồi, im thì không bàn. Đời con này cao hơn. 29 Smart K, 35.500. 29 mà Smart K, đây Smart K, lên Smart K cho mọi người xem em. Remote zin ha, remote zin hai cái, mã chết các kiểu, luôn cây mở yên ha, đầy đủ combo ở đây, đây mở yên nha. Đó, tách tách, bảo đảm an toàn cho mình đi, không có sợ mấy anh đạo chích. Ngon lành. Và các xe khác, các dòng xe Vario, Vision, SH Mode các đời, có một con SH 2020 nữa, rồi dòng AB nữa, thì em sẽ làm clip chi tiết từng dòng xe. À quên, còn mấy MC Con nữa dành cho mấy anh thích đi phượt, em sẽ làm chi tiết từng dòng xe gửi đến các bạn và cô chú. Thì ai, các bạn và cô chú có muốn xem kỹ với dòng xe nào, không có thời gian chạy tới, cứ comment dưới, em sẽ làm chi tiết dòng xe cho mình coi thử, coi thử cái sự tiện chọn của số hơi bánh đem về cho khách hàng như thế nào. Rồi thì tất cả dòng xe ở đây em có giá niêm yết rõ ràng, có chế độ bảo hành, có luôn một gói bảo dưỡng dành cho xe số, xe ga. Và khi mua xong mình có thể làm gì? Thích thay vỏ qua bên kia có vỏ chính hãng, thích thay nhớt qua kia có nhớt chính hãng, thích update đồ chơi có luôn một cái tủ chà bá, có luôn một cái tủ chà bá, mình thích gì mình gắn đó. Rồi cái clip này em gửi đến ưu ái cho chị nữ trước, cái gì cũng phải ưu tiên chị phụ nữ, thì em ưu ái phụ nữ trước về dòng Leader. Và bây giờ thì chưa chắc phụ nữ thích Leader đi nha, có mấy anh em thích nữa. Ok thì clip em đến đây là hết. Các bạn muốn mua hàng, hàng hóa, mua sản phẩm dịch vụ á, thì liên hệ số like trên màn hình. Và muốn mua xe cũ thì có thể tham khảo trước trên website xe cũ hay bánh.vn, và gọi trực tiếp đến số hotline trên màn hình. Về mảng xe cũ có luôn, bên em có luôn cái dịch vụ mà thu xe cũ nha. Với tiêu chí thu xe cũ là gì? Tiêu chí thu xe cũ là xe zin, zin zin em mới mua, còn không zin là em không mua ha, không zin chọt chẹt này nọ là em không mua. Tại vì mình mua về thì em cũng không có muốn làm hay là mở gì hết á, rất là sặc sổ, rất là mệt mỏi. Rồi ok, clip đến đây hết, xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.